Nam em bất ngờ khi Thượng Nguyễn đề nghị đóng cảnh tình tứ ngay trong game. Nam em nhanh trí ứng biến tình huống khiến người chơi thích thú khi Thượng Nguyễn đề nghị đóng cảnh tình cảm trong game show. Chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi trình làng tập 10 với sự tham gia của Việt Hương cùng các gương mặt quen thuộc như Nam Em, Thượng Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm, Hàng Phi và Mạc Văn Khoa. Tại đây, họ có dịp trổ tài ứng biến trong các tiểu phẩm không kịch bản cũng những trò chơi hóc búa của chương trình. Mở màn, đội Việt Hương tiếp tục lao đao phải nhận nhiệm vụ tiếp chiêu đội Nam Em, gồm nữ ca sĩ cùng Lê Dương Bảo Lâm và Mạc Văn Khoa. Lấy cảm hứng từ chuyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, người đẹp đã biến tấu tiểu phẩm trở nên hài hước và vô cùng lầy lội. Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm hóa thân thành phù thủy ác độc với nét diễn xuất dí dỏm khiến người xem bật cười. Đến lượt đội Việt Hương, cô cùng Hoàng Phi, Thượng Nguyễn vô cùng chật vật khi bắt chước phần trình diễn của Nam Em với nhiều động tác thể hình phức tạp của đời bạn. Tuy nhiên, ba diễn viên nhanh chóng vượt qua và hoàn thành trọn vẹn phần thi. Đặc biệt, vòng 2 của chương trình khiến người xem vô cùng thích thú. Khác với thử thách quen thuộc trước đó, phần này yêu cầu người chơi bắt cặp diễn xuất để tăng độ khó. Mỗi khi được thông báo dừng, họ phải đổi người tham gia. Là cặp đôi mở màn, Nam Em và Thượng Nguyễn được các đồng nghiệp khen xứng đôi với trang phục thanh lịch. Nữ diễn viên tỏ ra hào hứng khi bắt cặp cùng bạn diễn soái ca. Đáng chú ý, vừa mở đầu phần thi, Thượng Nguyễn đã đòi hôn Nam Em khiến cô bất ngờ. Tưởng chừng sẽ lúng túng trước lời đề nghị đóng cảnh thân mật, cô nhanh chóng đồng ý và cố gắng câu giờ. Khi đoạn tới cao trào, Việt Hương lập tức ra hiệu dừng và thay thế bằng Mạc Văn Khoa, định chơi khăm Nam Em. Tuy nhiên, Thượng Nguyễn một phen bị đồng nghiệp cao tay xử trí. Từ vị trí bạn bè, cô thay đổi câu chuyện sang mối tình quan hệ giữa sếp và nhân viên. Giữa nữ nhân viên văn phòng, Nam Em thẳng thừng lên án sếp mình vì hành vi vượt quá giới hạn. Tiếp nối vở kịch, các diễn viên lần lượt thay thế nhau, biến tiết mục thay đổi chóng mặt. Đến lượt Lê Dương Bảo Lâm, anh bất ngờ khi Hàng Phi lật ngược tình thế và giao vai một con cá. Tại đây, Việt Hương bất ngờ rút vai điều phối, xin phép vắng mặt trên sân khấu và để đàn em tự lo diễn xuất. Điều này khiến Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt, liền năn nỉ đàn chị. Nói tiếp phòng thi, Mạc Văn Khoa có cơ hội phục thù Nam Em nhưng tiếp tục nhận cái kết đắng. Các bạn hãy cùng ủng hộ Thuận Nguyễn Nam Em và các nghệ sĩ trong chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.